Hello, xin chào các bạn. Trên tay mình đây thì đang là Lenovo Begemouth 22. Và cho đến thời điểm này thì tôi đã chính thức tìm ra được một cái phiên bản clone, có thể nói rằng thay thế được Lenovo Begemouth 22, đó chính là Sparkling Begemouth của Alexandria. Cái đèn đây nó hơi mờ nên là nó có thể hơi khó nhìn ở phần tên, thì các bạn có thể chịu khó nhìn hoặc là mình sẽ lồng một cái hình khác vào nhé, cho các bạn dễ nhìn. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu xem cái phiên bản của Alexandria này nó có thể làm được đến đâu so với chai nước hoa rất thần thánh mà mình rất yêu thích dành cho mùa hè của nhà Lenovo, đó là Begemouth 22. Và cùng nhau bắt đầu nhá. Cái điều đầu tiên thì mình luôn luôn nói với các bạn rằng đó là tìm clone thì các bạn cần phải thử qua bản gốc trước. Hãy luôn luôn nhớ điều đấy. Và các bạn có thể xem lại cái video mình review về Begemouth 22, đường link ở đâu đó trên này. Thì đây là một trong những chai nước hoa mình cực kỳ yêu thích. Và nếu như hỏi mình rằng cái nhà Lenovo này thì có mùi hương nào mà mình chỉ dùng duy nhất vào mùa hè, thì mình nói chắc chắn với các bạn rằng đó chính là Begemouth 22. Đây là một trong những cái mùi hương mà mùa hè không biết xịt gì, thì chắc chắn các bạn xịt mùi này ra đường thì không bao giờ bị khó chịu bởi cái thời tiết nóng bức. Nó chỉ có một cái yếu tố nhược điểm duy nhất, đó là đắt và bám tỏa kém. Nếu như mà hiệu năng của nó đi tương đồng với cái phần tiền thì mình nghĩ rằng đây là một cái mùi hương quá tuyệt vời dành cho mùa hè. Nhưng mà đáng tiếc thì hiệu năng cùng với giá tiền thì nó lại đi ngược nhau. Nên là chúng ta luôn luôn tìm kiếm một cái mùi hương có thể thay thế được với một cái mức giá rẻ hơn. Và tôi đã được cầm ở trên tay, đó là Alexandria. Em nói đây. Đó. Thì các bạn cũng có thể xem lại cái video mình review về chai Gion của Alexandria để có thể hiểu hơn một xíu về cái perfumer cũng như là CEO đứng sau cái mùi hương này, à nhà nước hoa này luôn. Đó. Và thực sự thì khi mà mình biết đến Alexandria và có điều kiện thử thì mình cũng rất mong chờ rằng sẽ có một cái phiên bản clone, một phiên bản dupe của Begemouth 22, vì mình là fan của Begemouth 22 và mình chỉ ước rằng là có cái chai nước hoa nào rẻ hơn thôi, rẻ hơn một nửa mà giá thành nó, mùi hương nó giống, là mình có thể dễ dàng đồng ý chấp nhận mua ngay. Và sau đó thì các bạn gợi ý cho mình Sparkling Begemouth. Sparkling Begemouth. Vậy thì hai cái mùi hương này có gì khác nhau? Đây, tôi sẽ cho các bạn xem trước cái vòi xịt đi. Này. Một cái mùi hương phiên bản clone đến từ một nhà nước hoa Mỹ mà mình dám xịt nhiều như thế này ở trong phòng, thì các bạn biết rằng là mùi hương của nó không hề khó chịu, không hề kiểu Trung Đông hay là kiểu nước hoa clone rẻ tiền một xíu nào. Vì khi mà mình ngửi nó thì mình cũng khá bất ngờ. Cách đây mấy ngày thì mình có lên một cái video bên Top Top, thì cái video đấy mình quay ngay từ hôm đầu tiên, chắc là chảo tầm 2-3 hôm sau khi mình nhận em này về, và mình có những cái feedback ngay thời điểm đó. Nhưng đến thời điểm hiện tại mình đã dùng được em nó một thời gian, và mình bây giờ cũng có sự gọi là hơi phản bác lại cái video Top Top một tí. Thì cái mùi hương này nếu mà các bạn xịt hai mùi ở trên da như mình đã xịt ở đây, thì các bạn sẽ nhận thấy rằng ở cái phiên bản Lenovo Begemouth 22 thì cái mùi hương này nó sẽ có một cái sự cân bằng nhất định. Nó không hề nghiêng về cái nét hoa quy mi béo sáng nữa, mà cái nét citrus đắng xanh có phần hơi chua chua nó cũng được làm rất là khéo léo, khi mà cả hai nó tạo nên một cái tổ hợp kiểu một cái đường bằng phẳng thẳng tắc, không hề bị mấp mô một xíu nào. Còn đối với cái top note của con Sparkling Begemouth ấy, thì các bạn sẽ nhận thấy rằng nó sẽ nghiêng về hoa nhiều, một cái mùi hoa trắng hơi ngậy ngậy, hơi quy mi và có phần hơi nghiêng nữ. Đây là cái cảm nhận ngay từ ban đầu khi mà mình xịt hai chai nước hoa này ra. Và thực sự nếu như mà các bạn mặc hai cái mùi hương này để các bạn side by side thì các bạn rất dễ dàng để nhận thấy điều này. Và có thể là bạn sẽ chê ở cái nét béo béo đó là nó không giống lắm. Nhưng mà thực sự nếu như mà các bạn mặc cái mùi hương này ra đường ấy mà các bạn không hỏi người khác là
hay là không nói với người khác rằng tôi đang xịt Sparkling Bergamot ấy, thì người ta sẽ nghĩ rằng là bạn đang xịt Bergamot 22 của Le Labo. Đây là một câu chuyện có thật. Khi mà mình xịt cái mùi hương này để đi gặp hai người em của mình thì nó cũng dùng nước hoa và nó bảo là ui, ông anh Kiên chơi Bergamot 22 à? Mình bảo là chú ngửi ra Bergamot 22 à? Nó bảo vâng, Bergamot 22 em có làm sao em không ngửi ra. Thế là tôi cứ về cười thầm. Nhưng mà nếu như mà có xem được video này nhá, thực ra hôm đó anh xịt Sparkling của Bergamot của Alexandria đấy nhá, chứ không phải là Bergamot 22 đâu. Nên là mũi của bọn em còn có vấn đề đấy, chứng tỏ là Alexandria làm tốt đấy chứ. Rồi bây giờ thì ở cái phần sau khoảng tầm 10 đến 15 phút thì các bạn sẽ nhận thấy đó là cái nét béo béo ở cái con Alexandria này nó kéo dài. Còn với ở cái phiên bản Bergamot 22 thì nó sẽ xuống một cái vai hoa cùng với cái nét đắng giảm dần. Lúc này thì bắt đầu cái gọi là cái cán cân ấy, nó bắt đầu nghiêng về cái hơi hướng hoa nhiều hơn. Và càng ngày thì hai mùi hương này càng giống nhau. Và từ sau khoảng 15 phút cho đến khoảng tầm 2 đến 3 tiếng thì hai mùi hương này rất khó để các bạn có thể nhận biết được. Và đến lúc này thì mình có thể tự tin nói với các bạn là Sparkling Bergamot 2 có thể làm tốt công việc, làm cái phiên bản giá rẻ hơn và thay thế được Bergamot 22. Và có một cái điểm khác nữa, đó là nếu như các bạn vẫn theo dõi cái mùi hương này ở trên da thì sau khoảng tầm 3 tiếng, đó là lúc mà Bergamot 22 gần như đã không còn gì nữa rồi, thì các bạn sẽ nhận thấy ở cái phiên bản Alexandria Sparkling Bergamot nó có một cái sự biến chuyển, đó là nó xuống một cái vai mùi với mình nó hơi metallic kim loại một tí. Nó như kiểu là mùi nước thơm mà các bạn sử dụng những cái bàn là hơi để tạo nên ấy, thì cái nét hoa lúc này nó đã gần như là biến mất và chỉ còn một cái mùi gọi là hơi sạch sẽ. Người ta hay gọi là cái từ sạch sẽ đấy người ta hay dùng để mô tả mùi da thịt, nhưng mà với cá nhân mình thì mình nghĩ rằng là đó sẽ là những cái mùi mà kiểu chăn ga gối đệm được phơi khô ấy, nhưng mà mùi nó rất mỏng thôi. Đó thì đó cũng là một cái sự thay đổi cuối cùng ở trên da của Sparkling Bergamot khi mà con Bergamot 22 này nó không còn gì ở trên da nữa. Đó nên là với cá nhân mình tổng kết lại thì thực sự là cái phần top note của em này thì nó nghiêng về hoa nhiều hơn và có cảm giác nữ tính hơn. Nhưng mà khi mà là ở khoảng giữa thì hai mùi hương gần như rằng xem với nhau. Còn dry down thì em này chắc là gần như không còn gì nữa. Còn ở phiên bản này nó biến chuyển sang một cái như mình đã nói. Đó, nên là với mình thì mình nghĩ rằng là con này là clone khoảng tầm 80% so với Bergamot 22 của Le Labo. Vậy thì chúng ta có cần lưu ý về những cái vấn đề gì tiếp theo không? Thí dụ như là hiệu năng, đúng không? Hiệu năng là một cái mà mọi người rất quan tâm. Và mùi hương này thì nó còn là unisex nữa không? Thì mình sẽ trả lời từng vế cho các bạn. Thì thứ nhất đó là cái phần hiệu năng. Thì đáng tiếc rằng hai mùi hương này ở trên da nó không có sự khác biệt quá nhiều. Đó. Nghe đây các bạn bảo rõ ràng ông Kiên vừa nói sau khoảng tầm hơn 3 tiếng thì Bergamot 22 của Le Labo đã không còn trên da nữa. Còn em này thì dry down nó vẫn ra một cái sự biến chuyển nữa. Thế thì chắc chắn là nó phải lưu lâu hơn chứ, đúng không? Nhưng không. Bergamot 22 trên da mình trung bình tầm 3 đến 4 tiếng. Còn đối với Sparkling Bergamot của Alexandria thì thực sự là nó không phải là một cái hiệu năng quá là khủng khiếp để các bạn có thể mong chờ được. Tại vì thường thì clone nó sẽ làm hiệu năng rất tốt, có thể là mùi nó không giống hẳn nhưng mà hiệu năng nó rộng nhịch. Nhưng mà ở đây thì có vẻ là một bài toán ngược lại, đó là cái phần mùi ok nhưng mà cái phần hiệu năng thì chúng ta không được như mong chờ. Con Sparkling của Alexandria trên da mình đâu đó khoảng tầm hơn 5 tiếng cho đến 6 tiếng. Tất nhiên đây là một cái hiệu năng quá là tốt đối với một cái nhóm mùi citrus rồi, đặc biệt là giống với Bergamot 22. Nhưng mà mình vẫn mong chờ nhiều hơn, hơi tham lam một tí. Tại vì nó không phải là cái mark của Le Labo, nó là clone rồi nhưng mình vẫn mong chờ nhiều. Nhưng mà thực sự thì nó cũng chỉ tầm 5 tiếng đến 5 tiếng rưỡi ở trên da thôi. Hôm nào trộm vía, da tốt, độ ẩm cao cũng như là thời tiết mát mẻ thì nó có thể lưu được tốt hơn. Thế thì độ tỏa của nó như thế nào? Thì Sparkling Bergamot ở trên da thì nó sẽ tỏa tốt trong đâu đó 1 tiếng đầu. Và nó cũng sẽ nhỉnh hơn độ tỏa của Bergamot 22 đâu đó khoảng tầm, mình nghĩ là tầm hơn nửa tiếng. Và độ tỏa thì nếu như Bergamot 22 nó tỏa được khoảng tầm
đâu đó nửa cánh tay quay đầu, thì ở cái phiên bản Sparkling này nó sẽ tỏa còn tầm hơn nửa cánh tay một xíu thôi, nó cũng không phải gọi là quá tuyệt vời đó. Thì cái đề độ tỏa nó như vậy, nhưng mà khi mà 5 tiếng ở trên da thì các bạn vẫn có thể ngửi thấy cái mùi hương thỉnh thoảng nó bay lên, chứ không phải là kiểu dí sát mũi vào mới có thể ngửi được. Thì đấy là cái yếu tố đầu tiên nhé. Cái yếu tố thứ hai đó là cái phần là giới tính hay là sử dụng như thế nào cho nó phù hợp. Thì con này nó thật là sử dụng mùa hè thôi, cứ nắng nóng mà mang ra mà xịt không hề khó chịu như một xíu nào đâu. Ví dụ như ở mấy con của Nautica Voyage hay là những cái mùi clone của những con mùa hè thì các bạn xịt các bạn cảm thấy là nó hơi bị gai, nó hơi bị khó chịu, hơi mùi cồn. Nhưng mà với cái phiên bản này thì câu trả lời rằng không. Alexandria là một trong những nhà mình đánh giá là nhà clone kiểu cao cấp, các bạn sẽ không bị cảm giác hóa học quá khó chịu, nên là em này hoàn toàn có thể xịt được vào những ngày hè nắng nóng. Mình nghĩ là tầm 5 đến 7 shot là các bạn có thể thơm tho chắc là được khoảng tầm một buổi, rất là ok. Và với những buổi tối đi chơi thì chỉ tầm 5 shot thôi là các bạn có thể thơm lượng như một cái vườn chanh di động vậy đó. Còn về cái giới tính thì nói thật là tôi thấy bản này nó nghiêng nữ nhiều hơn so với cái phiên bản của Le Labo đó. Nhưng nếu là tôi thì tôi vẫn lựa chọn, tại vì thực ra Bergamot ấy thì nó không phải là một trong những chai nước hoa mà nó có cái xu hướng là quá nam tính, mà về cơ bản thì nó vẫn là một cái hơi hướng unisex. Các bạn làm một người hướng tới tự nhiên, thiên nhiên, cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Các bạn có thể là những bạn nam mặc những chiếc quần đũi hoặc là những chiếc áo như thế này, đây áo như này, mát mẻ đi dạo, vui chơi thì các bạn có thể mặc được mùi hương này. Còn với các bạn nữ thì đây là một cái mùi quá ok rồi, không có gì phải bàn cả, tại vì nó nghiêng hoa đó. Còn với em này thì tôi có cảm giác là cái nó cũng không làm cho các bạn bị mất đi sự nam tính hoặc là làm cho các bạn tăng cái sự nữ tính lên đâu. Nên là với Sparkling Bergamot thì nó vẫn rất là ok về cái vấn đề là thời điểm sử dụng cũng như là giới tính dùng như thế nào. Và tiếp theo, cái yếu tố quan trọng nhất đó chính là giá thành của nó rẻ hơn rất nhiều so với cái phiên bản của Le Labo Bergamot 22. Bergamot 22 trên thị trường các bạn mua đâu đó ngoài thị trường tầm chắc là 5-6 đồng đúng không? Tầm đấy, 5-6 củ. Thì cái chai nước hoa này 100ml thì nó chỉ có giá thành hiện tại theo như mình biết là tầm 2,7 triệu, là hoàn toàn có thể mua được một chai 100ml rồi. Vậy là chúng ta có thể tiết kiệm được còn tầm một nửa, gần một nửa. Đây là một con số cực kỳ tốt với một cái mùi hương như vậy. Còn nếu như mà các bạn để riêng em này ra là một lựa chọn dành cho mùa hè thì với một cái mức giá như vậy nhá, thì mình nghĩ rằng nó thực sự không phải là một món hời. Nó chỉ là tiền nào của nấy, có nghĩa là nó tương xứng với giá tiền của các bạn thôi. Vì 2 củ 7 để lựa chọn một chai nước hoa tông mùi citrus mà có thể bám được khoảng tầm đâu đó 5 tiếng rưỡi, 5 tiếng thì thực sự là không tốt. Đây là mình nói thẳng luôn là như vậy đó. Tại vì đây là phiên bản clone của Bergamot 22, là một chai mình có thể dành gọi là nhiều sự ưu ái cho nó hơn. Nên là khi mà tìm được clone thì mình cũng rất là mong chờ thì nó có thể đáp ứng nhu cầu của mình. Nhưng mà nếu như để xếp riêng lẻ em này đứng ra thì mình chắc chắn với các bạn rằng đây không phải là một cái lựa chọn quá đáng mua top đầu như kiểu ở trên kệ hàng đầu tiên, mà nó chỉ ở hàng thứ hai thôi đó. Và chai này thì cũng trông cũng đẹp rồi đấy, đẹp, vòi xịt rất là xịn sò, cầm chắc chắn bởi khoảng tầm 5 con ở trên kệ là cũng rất ok. Và không biết rằng các bạn đã sử dụng em này hay chưa, và nếu như các bạn đã sử dụng rồi thì rất mong các bạn có thể chia sẻ cảm nhận về Sparkling Bergamot ở phía dưới. Tôi có nhận thấy nhiều quan điểm rằng là mùi này không ngon, nhưng mà tôi rất muốn các bạn có thể chia sẻ là lý do vì sao các bạn cảm thấy không ngon, nó không được đến như thế nào, thì chia sẻ để cho mọi người cùng biết để mình có thêm những cái góc nhìn mới. Và sắp tới thì sẽ có một cái giveaway chai nước hoa full của Jo Malone ở đây, và có cả đóng cái gọi là dấu triện ở chữ K rất xịn sò. Thì video sau thì mình sẽ làm một cái giveaway để cho các bạn dễ dàng tham gia nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.